Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi kết thúc Tùng thì kết thúc thu vật phẩm Tùng thì ban thua được 14 cái lỡ ba bí kíp đó. Thì hôm trước thì lỡ ba bí kíp bán một cuốn cứ 3-4 kim, nhưng mà tầm này bán vài trăm xu không ai mua nè, và bây giờ ban cũng không ai mua. Thì ok, bây giờ thì thừa thì Khải cứ mở, rồi ban cần cuốn nào thì ban sẽ donate tặng cho người đó luôn nha em, donate vào đây luôn nha. Nếu như anh em nào cần cuốn nào thì bạn sẽ giao dịch luôn, cũng như là Khải sẽ giao dịch cho anh em luôn. Anh em lên Hoa Sơn cạnh kia chưa? Vui với kiếp nữa nè. Rồi, khui ha. Xem được gì nha mọi người. Đây, này Khải đợi chuyển cho sẽ hiệu cốt rồi. Cho máu cho nó nhiều nè. Bọn ông ban máu có 3.200, thảm quá. Tại vì cái set ông ban nó kháng thì tốt, nhưng mà không nó có không có sinh lực nữa nè. Hôm nay nó hơi bị thọ, nên là phải về cái set hiệp cốt này đỡ chơi. Rồi, đại cái Khải hết cái mặt nạ kháng cảnh năm rồi. Ui này, ui trời, ai sẽ rách cái này vậy? Ui hang, lưu tinh đao pháp, nhiếp hồn nhiếp ảnh, thiên vương đao. Anh em nào ai làm được ba ông thiên ảnh kim luôn, trời ơi, nguyên phổ thiên vương đao pháp vào lồng kết. À có thêm cũng có lồng kết này anh em, ai lái thì lái luôn này anh em ơi. Đó loạn nè, lưu tinh đao, lưu tinh phổ độ tụ tiễn. Anh em nó có một thôi, ai chạy trước vô trước ơi, hỏi đi mẹ nó cho hai cuốn nhấp hồn cũng được á. Do hồi trước thì không ra đây hai cuốn nhấp hồn thường cũng có lồng kết nha anh em, ai lái thì lái lên cho ban luôn anh em ơi. Này tầm này anh em nào là cần thì lái nha, không không bán là nha anh em. Còn cuốn kiếm một kiếm nhẫn luôn. Ừ. Ai ai hà lộ vô thường ai vừa chắc em ban lấy cái lục kiếm nhẫn. Có lái ngoài anh ơi, giờ đưa cho này, đưa nhưng mà phải vô làm một ạt vô phụ văn nha. Kiếm bình là võ đăng kiếm à? Võ đăng kiếm không có. Quyền em ạ, để là võ quyền. Quan lông kích này, nhíp hồn cũng hàng hiếm này, anh em nào cần. Hai. Hai cuốn nhíp hồn. Xin vi kiếp cái văn rồng của ông bóng. Cái văn rồng hôm vừa anh thấy nó bán ngay từng dương gần lẫn quăng, nó bán có hai cây giảng em. Nếu cần gì mua đi, rẻ mà. Không có. Vừa có cuốn vi kiếp cái văn bóng mà anh cho Cường người ta. Cường xin đỡ lên 12x thì sao? Cho ông. Thẻ chuyện giới như phải có một cái thẻ tiền. Nhớ đỡ nào. Anh mấy ạc mà. Đừng có Khải tìm, nhớ chắc là bỏ mình còn lon thế yên. À, hôm bữa cho Lâm gấu rồi. Bác xin bác. Trời ơi, em bình thẳng. Bạn chuyển Nam rồi Sơn. Tính thái cực quyền. Lưu tinh. Cung lông. Cung lông à. Bạn Vũ. Tao nghe chỉ sợ đồng đáy nha. Má, các bạn nâng hạ biết này nó bán nhiều không? 8 triệu. Rồi, ok anh em ơi. Vừa rồi thì được một cuốn qua lồng kích nè. Lồng kích này thì nói chung tầm này khá rẻ thôi. Anh em nào lên 12x phụ ban thì ok luôn. Đi loạn 12x nữa nè. Rồi, ok. Thì cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho video khui lỡ bài kiếp này cho ban như là ủng hộ Khải một like, chia sẻ cũng như là nhấn vào nút đăng ký ủng hộ chơi nha mọi người. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn em vào lúc 7:30 tối hàng ngày để gặp nhau trên livestream Duy Khải Gaming nha anh em. Ok.